Hà xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một sĩ quan thuộc binh chủng không quân đã hy sinh khi đang thi hành công vụ, và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết một nhạc phẩm mang tên Cho một người vừa nằm xuống, cho riêng người sĩ quan này như một tiếc thương và tưởng niệm gợi đến ông. Và ca sĩ Khánh Ly, như một cô em tinh thần của vị sĩ quan này, là người đầu tiên đã hát lên bài hát để tiễn đưa ông trên đường bay về cõi thiên đàng. Thưa quý vị, vị sĩ quan không quân đang được nhắc đến là chuẩn tướng Lưu Kim Cương. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trong vòng trời này, giờ nằm xuống không bạn bè, không có ai, không có ai, từng ngày không có ai, đời đời dù anh ngồi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi. Thưa quý vị, chuẩn tướng Lưu Kim Cương sinh ngày 24 tháng Giêng năm 1933 tại Hà Nội trong một gia đình khá giả. Ông là con của cụ bà Đỗ Thị Năng và cụ ông Lưu Văn Bích, một thương gia thành đạt. Chuẩn tướng Lưu Kim Cương được coi là đẹp trai với thân hình cao lớn và khuôn mặt cương nghị, đầy nam tính. Tính ông hảo hiệp, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ông chơi quần vợt rất giỏi, yêu âm nhạc và hát khá hay. Năm 1951, ông thi đậu bằng tú tài một Pháp, tức bằng tú tài bán phần chương trình Pháp. Ông tình nguyện gia nhập quân đội, thi và trúng tuyển vào binh chủng không quân. Tháng 3 năm 1952, ông được gửi sang Pháp học khóa hoa tiêu tại trường võ bị không quân Pháp, tức Salon Provence. Cuối năm 1953, tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Trở về nước, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trong Liên Phi đoàn 1 vận tải. Cuối năm 1955, khi quân đội quốc gia đổi tên thành quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông được thăng cấp trung úy. Đầu năm 1961, ông được thăng cấp đại úy và được bổ nhiệm làm chỉ huy phó Liên Phi đoàn 1 vận tải. Ngày 8 tháng 2 năm 1965, đại úy Lưu Kim Cương được thăng cấp thiếu tá và được chỉ định giữ chức trưởng phòng hành quân của biệt đoàn 83, còn gọi là biệt đoàn Thần Phong. Chỉ 2 tháng sau, ông nhận lệnh bàn giao chức trưởng phòng lại cho đại úy Nguyễn Ngọc Khoa để nhận chức tư lệnh không đoàn 74 chiến thuật vừa thành lập tại Cần Thơ. Tháng 12 cùng năm, ông rời không đoàn 74. Tháng Giêng năm 1966, ông được thăng cấp trung tá và được bổ nhiệm làm tư lệnh không đoàn 33 chiến thuật kiêm chỉ huy trưởng yếu khu Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, trong biến cố Tết Mậu Thân, Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm lệnh hưu chiến, tấn công, đánh phá nhiều nơi, gồm cả khu vực phi trường Tân Sơn Nhất. Trung tá Lưu Kim Cương đã đích thân chỉ huy binh sĩ anh dũng chống trả và đã đẩy lui được quân Bắc Việt khỏi khu vực trách nhiệm. Ông đã trúng đạn và bị thương ở chân trong trận chiến này và được thăng cấp đại tá sau chiến thắng. Tháng 5 năm 1968, quân Bắc Việt lại mở cuộc tổng công kích đợt 2 tại nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 6 tháng 5 năm 1968, đại tá Lưu Kim Cương khi đang trực tiếp chỉ huy binh sĩ phòng thủ yếu khu Tân Sơn Nhất tại khu vực ngã tư Bảy Hiền đã không may bị trúng đạn pháo B-40 của địch quân và tử thương ngay tại trận địa. Sau khi quân Bắc Việt bị đẩy lui và bị tiêu diệt, đại tá Lưu Kim Cương được truy thăng chuẩn tướng và được truy tặng đệ tứ đặc Bảo Quốc Huân chương. Tang lễ của ông đã được cử hành trọng thể với sự tham dự của nhiều yếu nhân trong chính phủ cũng như của nhiều sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, chuẩn tướng Lưu Kim Cương trả xong nợ nước lúc chỉ mới 35 tuổi.
Trịnh Công Sơn trong bài hát sáng tác cho riêng ông đã viết: "Ôi, những tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ." Nhưng không, những dấu chân của người đi cứu nước như chuẩn tướng Lưu Kim Cương cùng bao nhiêu chiến binh của mọi lực lượng, binh chủng chẳng bao giờ trở thành bụi mờ cùng với thời gian, mà đã cùng với những tiếc thương đông cứng lại thành kim cương lấp lánh trong hùng sử Việt Nam và trong trái tim của mỗi chúng ta. Xin hãy đọc lên một kinh cầu nguyện cho chuẩn tướng Lưu Kim Cương cùng tất cả những người đã hy sinh trong suốt chiều dài của cuộc chiến, để cầu mong họ vào được cõi thiên đàng thanh thang, những bình yên. Anh nằm xuống như một lần vào viễn du, đứa con xưa đã tìm về nhà, đất hoang vu khép lẻ người thành phố trong một ngày đã nhắm quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày an lành.